Hello em chào quý anh em ơi, mới về máy anh em ơi, mới về một máy nha. Quay A, còn xe thì chắc xe trăm mười thì chắc cũng xe trăm mười hả? Chắc cũng 3 ngày nữa, 3 ngày nó mới có xe vàng nha, 3 ngày nó mới có xe trăm mười vàng. Nói chung thì lâu lâu em chỉ chiến với anh em con ma con xe dữ dữ thôi nha anh em, chỉ chiến mấy xe đó hoài chết em à. Lâu lâu rồi chiến với anh em con xe cọp cọp và lấy tương tác, chứ chiến mấy con xe đó hoài đuối lắm anh em. Tại vì mấy con xe đó tầm giá đó anh em nghĩ đi, đầu lòng đồ nồi đồ số danh lóc rồi nó mắc không anh em thấy không, mấy con xe tầm giá đó em nói thiệt chứ nói chung gã đó thì nó không có phân bổ được cái lượng khách tầm trung. Cái những anh em nào mà điều kiện kinh tế thấp đó, người ta đâu có khả năng người ta xài đó. Thì nói chung mình lâu lâu em lấy một con để mà lấy tương tác với anh em chơi thôi, chứ cái con xe đó nói về mặt mà mình làm kinh tế nó không thiết thực anh em, làm kinh tế nó không thiết thực, thật sự mà nói làm kinh tế không thiết thực. Làm gì đam mê thì ok, nhưng mà em giờ còn nghèo lắm, chừng nào mà giàu đi làm gì đam mê với anh em nha. Ok nha, giờ em về con máy quay A này 24, máy này nói chung là khá, nói chung là có một số món nó dữ nha anh em, dữ thiệt, nhưng mà cũng có một số món nó chưa có được gọi là cọp, nó chỉ khá cái cục máy thôi. Thì bây giờ để làm tránh làm mất thời gian của anh em báo chi tiết nè, em nói chung bây giờ em quay video đồ máy em tải rất chính xác cho anh em khỏi suy nghĩ. Trước khi em quay lên là em bung ra em kiểm tra hết trơn rồi, tại vì người ta vô bịch mà em phải xét, em kiểm tra kỹ càng em mới đăng đó, cho nên là em quay nó sẽ nhanh hơn chút xíu nghe nè, để cái thời lượng mình đăng nó dễ dàng hơn. Chứ giờ mạng đứt cáp quang quá trời rồi, đứt cáp quang cá mập gì cắn rồi, bởi vì đâu có mạnh đâu, đang yếu xìu à. Vô nè, nguyên cái dàn điện sườn đủ IC mobile sạc cờ le đầy, rồi đập máy cần số bách lòng 400 đó. Em nói chung cái cục máy này em bán giá rất là bình dân cho anh em khách thợ luôn, và anh em khách yếu lúa cũng xài được, mà nhiều tiền cũng xài được luôn đó. Nói chung là từ anh em có điều kiện kinh tế từ 1 triệu tới 1 tỷ là anh em xài được hết đó. Bát lòng em chỉ quay lướt lướt nha, có ốc bát luôn nha, cần số gai cũng còn khá khá nha anh em, nhưng mà có một cái đầu cần số nó hơi tan, gai cần số nó hơi tan, có sao nói vậy anh em ơi. Giò đập máy cần số bát lòng gì luôn 400 ngàn, có ốc đầy đủ luôn, quá êm, có luôn dàn điện sườn luôn. Dàn điện sườn là bao gồm cả mô bin sườn là tẩu zin không, rồi tẩu NGK tẩu zin luôn, tẩu zin cục sạc sạc đẹp luôn, giá này quá hợp lý. Á đồ IC đời gen luôn nha anh em, IC đời cao luôn nè, đâu lọt cho được IC đời cao quá trời đó. Dàn điện này có tóp chân luôn nha anh em, có tóp chân luôn rồi luôn, nó lọt vô cái dàn điện đời cao, đáng ký ra cái đời này là IC Mitsuba đó nha anh em đó. Hầu quên thằng này tới tháng 9, thằng máy này tháng 9 năm 24 không phải à, 400 ngàn, giá rất là hợp lý. Full ốc máy giá 250 ngàn, ốc máy đẹp luôn, nhưng mà máy này mua giá tốt, tính em giá tốt. Full ốc máy 250 ngàn là ti bơm nhớt nè, ti bơm nhớt, bánh bơm nhớt GBG chuẩn zin, zin đét hết trơn, zin hết, nói chung là bao anh em về xài liền nha. Tại mấy cái máy này toàn là máy mấy cái máy đời cao này, cái bánh nó chưa cứng, đủ đồ hết nha anh em đó. Nắp chặn nhớt cũng trắng bóc mà. Ok lầm, em quay nhanh chút xíu nha anh em. Lò xo ống 6 tăng cao. Rồi full bộ này hết 250 ngàn anh em luôn, bạc đạn số luôn đó. Bạc đạn này là bạc đạn ngay cốt tải, là cái mã của nó là 636203 nha anh em, 6203 nha đó. Thì cái vụ cái bạc đạn máy này á, thì em chắc chắn là em hứa với anh em sẽ có một cái clip em lấy một bộ bạc đạn trong máy, từ cái cốt cam đổ dài vô tới phần bụng máy, bộ nồi hết luôn, tất cả một bộ bạc đạn máy em sẽ giới thiệu, và cũng chia sẻ cái chỗ em á, em khi em gáp máy em sợ hay sử dụng bạc đạn gì. Thì nhiều anh em có hỏi em có nhận dọn xe không, thì em nói thiệt với anh em nghề em còn yếu nó, em nói chung là em nhận nha, em nhận, nhưng mà em nói trước với anh em nha, em nhận xe em làm lâu lắm nha, không có làm mau được, không có thời gian để làm mau, với lại em làm nhiều khi nó khác lắm đó. Rồi thì bộ ốc máy thì giá 250 nha, 250, nhưng mà vẫn đẹp luôn nha anh em, chứ không phải ốc xấu nè, ốc này về anh em gửi ra luôn nè đó, chứ không phải ốc xấu, ốc mới gớt còn thằng trắng phiếu à.
ốc đẹp luôn chứ không phải ốc xấu nha anh em. Đó, ốc mới gớt thần trắng phiếu đó, buôn ốc máy 250k, đủ đồ đủ tăng cam. Rồi tiếp theo nha, cho nó nhanh gọn lẹ nha. Rồi nguyên cái cụm giấy báo này 250.000 đi ra nha. Rồi tiếp theo nữa, củ đề 350.000. Củ đề này là chưa chạm luôn đó, mà em bán tại giá em mua hợp lý, em bán hợp lý cho anh em. Củ đề này chưa chạm luôn anh em, chưa bung, chưa chạm, chưa thay than, đúng đời 2014, tháng 9 năm 2014 á, máy này tháng 9 năm 2014 nè, 4911. Củ đề này nói chung là thân mình anh em vệ sinh ra là đẹp á, cái nước nhôm này vậy mà vệ sinh ra là đẹp á. 350.000, bình thường là 400 nha anh em. Để em test thử cái đề nhẹ không, đề nhẹ hửng luôn anh em à, nhẹ hửng luôn nha. Ok, dây dắt chỉnh tề không bức nối, lụm 350. Rồi full bộ bình xăng con là 750. Full bộ bình xăng con là bao gồm co xăng nè, hai ốc bắt co xăng dưới nè, bát nè, hai ốc bắt co xăng trên nè, miếng phếp đầy đủ, bình xăng con boe đầy đủ, cho anh em thêm cái ba chia đầy đủ luôn là 750.000. Cái này nó lọt qua tháng 9 năm 2014 cho nên bình xăng không có cục gù nha anh em, xài chung với 215, 216 luôn. Mã cuối là Y18 nha anh em, nhớ nghe Y18 nha, để mất công anh em mình nói em lộn xộn đó. Bình này em thấy chưa đóng khối nhiều nè, bình này chưa chạm nha anh em, chưa chạm đít nha, đẹp luôn, bình đẹp luôn nha, không phải xấu nha anh em, chưa chạm nha. À, nói chung mấy cái bình này anh em bán nhiều, anh em cũng biết bên em bán làm sao rồi hả, em không có bao xăng dư nha, tại vì xe em nói với anh em cái bệnh xăng dư là cái bệnh truyền kỳ, nó dễ bị xăng dư dữ lắm, nó cấn một hột bụi vô cái lỗ bông tu cũng xăng dư rồi, nhiều năm quá đó, nó dơ rồi nó gỉ gỉ ba cái lớp tan cũng xăng dư nữa đó. Rồi có xăng với trái bít tông ga nè, với lại cái lò xo zin chưa cắt nè, chủ yếu anh em mình coi bít tông ga nó đạt, nói chung là đạt, nó không có liếm láp gì đâu đó, ở đây chỉ phớt phớt chưa có trắng nữa, tông ga đẹp lắm đó, bao anh em là ba garanti ngon, về anh em vệ sinh đó, thay con chén con khóa nếu mình kỹ đó, chưa có đóng dơ gì nhiều hết trơn á, thấy không đó. Bộ này bán anh em 750.000 full bộ nha, bộ e đầy đủ nha anh em đó. Em bán đồ thực sự nói thiệt thì nó hơi dơ thiệt, tại vì anh em biết sao, nhận máy 7 gửi em nhận rồi thì em cũng ăn cơm nước 8 mấy 9 giờ em đăng chứ đường nào mà rửa anh em. Rồi lửa với ba nắp này 1 triệu, nhưng mà lửa này em bán cho anh khách của em rồi, bây giờ tuy là em bán cho anh rồi nhưng mà em quay lên cho anh coi luôn nghe anh Hiếu, tại vì anh Hiếu cũng khách quen của em đó, không phải khách quen hay khách lạ vậy em cũng quay hết trơn á, đó là nguyên tắc của em. Dĩa đầy đẹp nha, khu tu 1 chuẩn zin, ụ đẹp, bi đẹp, bi đẹp can nè, thấy không, ba bi đẹp can, ụ đẹp, chưa bắn, chưa mở, chưa tháo, qua lăng đẹp, lửa đẹp luôn. Bộ lửa này em bán cho ảnh 750 rồi đó, bộ lửa này em có bán cho ảnh 750 rồi nha anh em, Mitsuba này nha, chuẩn zin nha, không bể từ 500 xét măng gì nha, đúng đời 24 ngày 4 tháng 9 năm 2014 đó, lụm đủ phụ kiện nè, sân đề, à, con ốc bắt chặn dĩa đề, hai con thằng lằn, mấy cái ốc ác trong đây đi theo hết luôn, đẹp luôn nè, thấy không, quay cho anh em coi MMVC nè, 4913 ha, cửa kích đồ đẹp hết ha. Rồi ok, dây dắt không đứt nối nha. Rồi còn ba cái nắp này giờ anh em bán cho anh em 250 cho anh em về sơn, hoặc là anh em vô xe đi cài đi đồng đi bừa đó, là vô nắp mang cá, nắp nồi nó nổ lan nha anh em, cái này không có bị chạy chụa mất thịt nha, nói chung là phôi đẹp anh em về sơn ok đó. Này ba nắp này 250.000 nha, nhanh lẹ đó, nó nổ lan chứ nó không có bị chạy chụa mất thịt gì trơn á, bao không nứt bể không mất thịt nha. Rồi 250 nhanh lẹ. Bộ số này 800, số đẹp lắm nha anh em, đặc biệt cái máy này, riêng cái máy này bộ số bộ Vinlock rất là whip nha, số nè, coi cốt đạp cốt số là mình hiểu rồi. Chung em bán máy để bán nhiều lắm cho nên anh em an tâm đi, em coi đồ tập tan lắm chứ không có chuyện mà coi đồ là đúng tan lắm chứ không có chuyện mà xảy không nghe nè. Nè găng cỏ cốt đạp là còn rất cốt số là rất đẹp rồi, thấy không, nét nẹt nẹt dơ thôi, cốt đạp thì có gì để nói ha, ngay chốc nha, không có nia nha. Đó, báo số, nhìn báo số là biết số đẹp, báo số chưa biết chưa lúng gì chân đó.
số em bán full bộ, bộ số cốt đạp, cốt số, báo số, càng móc rồi đầy đủ hết, anh em mua về gáp là xài. À, bộ số này nói chung là đẹp lắm, mấy cái đời thấp này em khoái cái là anh em biết cái gì không, số nó có mặt võng với lại mặt nhông này nó dày nè, mấy cái dòng số mà đời 24 đổ xuống em khoái cái là số nó có mặt võng với lại cái mặt nhông nó dày, em khoái được vậy đó. Chung là số đẹp lắm anh em, mà tính anh em 800 thôi chứ thường bán 850. Không có nhầm một găng nào, cho em cam kết với anh em, xe này không có dấu chạy luôn đó anh em thấy không, số sọc xưa sọc xưa, mặt nhông gầy chui nè, được cái là vậy, cái đời thấp này được cái là vậy ha. Chốt alo nha anh em, bao anh em là số tuyệt đẹp luôn, cốt tải đẹp lắm, đẹp anh em, cốt tải đẹp 95% có hơn. Nói chung mấy cái vấn đề cốt tải thì nhiều anh em nói xe đi nhiều cốt tải lúng chưa chắc nha anh em, xe đi nhiều luôn nhưng mà cốt tải cũng không lúng luôn nha, do nhông sinh dĩa mình xài và do sức tải của đồ trên xe mình nữa, cốt tải đẹp thẳng băng luôn anh em thấy không. Đó, bộ số thì rất là tuyệt nha. Đó, anh em nào chốt hú em 800 full bộ, tả đúng đồ, mà ở đây em chuyên bán đồ máy và ga nè mà anh em. Mực màu còn hết nha, Y2 nha. À, cái bông lúa này còn đẹp nha, hộp lúa bông lúa Y2 trùng mã luôn anh em ơi, đầy đủ đồng tiền, ốc lục giác bắt đồng tiền, báo số lụm 800. Tiếp nha anh em, bộ danh lóc thì 850 anh em, danh lóc đẹp tuyệt cú mèo luôn, cây danh cứng ngắc à, mà em không hiểu làm sao nó gớt cái trái bích tông anh em, cái lòng đẹp luôn mà nó gớt trái bích tông, cái chuyện này là bình thường anh em, cái chuyện này là bình thường nha. Đó, đây lóc thì bên em bán thì em nói với anh em luôn, nếu như anh em nào mua lóc bơm lẻ cứ một miếng 300.000, còn anh em hỏi em nói thẳng cái vấn đề nó như vậy nè, nếu như anh em mua lóc bơm lẻ, anh em lấy cây dân khác gáp vô, anh em hỏi em có bao anh em là có bị lỏng mà lỏng cái sơ mi mặt đạn này không, em không có bao nghe. Đó, nói thiệt với anh em luôn, nếu như anh em mua đúng theo cây dân của nó thì em bao anh em gáp, còn anh em gáp cây dân khác, dù gì dù mấy cái dòng 100 này á, nó dễ bị cái chuyện tình trạng nè anh em, cái sơ mi này nè, khi anh em gáp mới, khi anh em gã, anh em gáp mới đâu, anh em nên rút lóc nhẹ, rút nhẹ thôi nha anh em, rút quá nó bóp mặt đạn nha. Đó, rút quá nó bóp mặt đạn nè, nó bóp mặt đạn bên nồi nè, là cây dân mà nó cứng ngắc à, anh em chạy thì ok chạy được nhưng mà chạy nó không có đâm đó. Nói chung là em cũng từng bị cái tình trạng này rồi, mà đặc biệt mấy cái chiếc Trung Quốc trời ơi anh em làm còn cực nữa, được lóc alpha nói gì đó. Bao anh em lóc zin mới rớt lần đầu, bao găng cỏ không lỗi, rồi sớm do em quên mở ốc nhớt anh em thông cảm nha. Nói chung là em bao anh em là không có bị tuôn găng gì chân, ốc nhớt này theo xe luôn á, ốc nhớt này theo xe, em bao đảm bảo cho anh em ốc nhớt theo xe đó. Anh em mua lẻ thì em bán cái dên này thì em bán giá 650, cái lóc này thì em bán giá 300, nhưng mà bộ dên lóc này em bán anh em 850, tại dên lóc là đẹp lắm, cái dên cứng ngắc là em kiểm tra rồi, cái dên nói chung là đẹp lắm, đẹp á, dên mới rất lần đầu đó, quay ra này 24, chung cái dên này là đẹp tuyệt đối, gỗ nhâm khuyết mòn nghỉ chân ra vô nhẹ nhàng, bên đây cũng không có lúng luôn nè anh em, bên đây nó cũng chưa có dấu gì luôn, thấy không, găng cỏ đồ đẹp nét hết, đẹp căng, đậu gơ cái dên này rất là đẹp luôn nha anh em, cứng ngắc à, không có gơ, cái dên này còn cứng dữ lắm, còn chữ nữa mà, thấy không. Cái dên này, bộ dên lóc này em bán 850.000 anh em. Nói chung á, em bán mấy cái đồ này em tả chuẩn lắm, dên lóc số đồ em tả cho em hết mình luôn, tại vì em biết ở đây em chơi xe em biết rõ lắm, vô cái bụng máy này mà trục chặt cực dữ lắm. Rồi tiếp theo nữa là bộ nồi, bộ nồi này em bán cho anh em giá chỉ có 1.200.000 thôi, nguyên nhân là nồi nó không có cọp, nồi không cọp như thế nào em nói rõ luôn nè, cũng đủ phụ kiện nè, hai ốc bắt mắng nhớt nè ha, cũng chắc phiếu rồi anh em ơi. Nồi này đối với anh ta là đẹp nhưng mà đối với em không có cọp, tại vì em khả máy quay ra dữ dữ lắm, ba bi ốc chỉnh đồ đẹp hết không lỗi, muỗng đồ ok hết, lụm lúa nè 24 nè, không có lỗi làm gì chân, nhưng mà đối với em vậy là nó chưa có gọi là cọp nha. Nồi có đánh dấu nha anh em, có đánh dấu nha anh em, chở ngay găng chở nè. Nói chung á, từ hồi lúc mà gã máy quay A này có đánh dấu nồi tới giờ đa số là anh em về gáp không phản bộ nào, chưa có phản bộ nào, từ lúc mà em đánh dấu nồi này, tại cái dòng quay A này cái bản chất trên xe nó là nó đã ho rồi đó.
Anh em nào mà có sở hữu mấy chiếc quay A máy zin đó thì anh em cũng biết rồi đó, là cái dòng quay A này, đặc biệt là cộng sên cam nó cực kỳ dở nha. Đó, anh em nào xài quay vô máy quay A mấy cộng sên cam này nè, tuyệt đối đừng có xài lại nha anh em. Đây là em bán, em nói chân thành cho anh em hiểu, chứ không phải mà em đi đổ thừa cái hãng người ta làm không đúng. Đó, cái chuông này em nói với anh em á, không phải mà nó không đẹp nha anh em. Đối với anh em có thể anh em nhìn nó rất là đẹp luôn đó, nhưng mà đối với em nó chưa có gọi là cọp đó. Anh em gỡ nó phớt phớt như tờ tiền thôi, chưa khuyết lúng gì nhiều chân á, chuông dày cui nè, thấy không? Ừ, bố cũng đẹp luôn, nhưng mà tại em chưa có thấy nó chưa có cọp thôi. Đối với em nó chưa có cọp, chứ anh em nhìn qua video anh em thấy cũng mê mê mồi lắm á. Phụ nội bán em giá 1,2 triệu thôi, bố còn dày cui luôn nè. Đó, ừ, anh em lên xe là múc ngay. Chung mấy dòng quay A này nồi anh em khỏi hỏi em bóc hay không nghe anh em. Tại quay A đời cao nồi nó bay ghê lắm. Mấy chiếc quay A đời cao này anh em biết nó làm đạt cái gì không? Nó làm đạt cái đầu lòng. Cái lòng á chứ không phải cái đầu lòng, cái lòng nó làm đạt. Nói chung cái lòng nó có vàng hơi em thấy căng lắm. Tại vì em đang gắn cục máy quay A zin nó trên cái chiếc của Alpha lóc trắng của em. Bố lá bố liếc đồ nguyên zin đồ đẹp hết đó anh em ơi. Tại vì nói chung em mua máy nó cũng rẻ. Đó, rồi em bán anh em cũng lời mấy một chút xíu đi, lời ít xíu đi mà anh em mình vui vẻ. Đó, có đánh dấu ha, anh em gắp ngay dấu như em nói thường lệ đó anh em. Đó, nồi có long đình nồi, khi anh em lên gắp thì nó chả cọc rồi vô tư nha anh em, bình thường nha. Để một số anh em không biết nói giọng nồi cái đó không phải nha anh em. Giọng nồi nó khác nữa. Còn cái tiếng chả nồi nó khác nữa nha anh em. Đầu lòng bù công sên cam này em bán cho anh em giá có 1,9 triệu nè. Bốn cây bồ gông cũng còn mặn mồi lắm, ok lắm, nét căng à, anh em về gáp à. Sinh cam này em khuyên anh em, những anh em nào gáp máy quay A em khuyên thật sự đừng nên xài sinh cam theo xe này nha, nó dở dữ lắm nha anh em. Đó, em nói cái đó là em nói thiệt lòng em đó. Nè, nói vậy nè, nói chung là nó cũng cọp rồi đó, nó ý nó cũng đẹp dữ lắm rồi đó mà nó chưa gọi là cọp nha anh em. Tại vì em gã máy quay A nhiều lắm, mấy cái máy cọp HFA nè, mấy cái máy cọp ở đây em bán hoài em biết nè, nó ăn mặt giữa chút xíu nè, thấy không, ăn mặt giữa chút xíu nè đó, còn lại là bít tông trắng phiếu. Trời ơi, khói khiết gì tầm này anh em, coi cái lòng cỡ này mà khói gì, cái lòng nè cỡ này mà khói gì, đi nhớt trắng phiếu rồi nghe anh em, chứ không có cái chuyện mà bị đốm lòng luôn nè. Xe này đi thường đó, chứ xe mà đậu anh em để ý hai cái vách bên đốm là bình thường anh em, không có gì nghe. Nhưng mà ý em nói xe này nó đạt được cái đó, xúc bắp cũng chưa đóng khói FM F6 nè, đó nước nhôm thì đẹp đó. Nhiều cái máy nó không hiểu, nó tháng 9 năm 2014 mà nó đóng cái lòng lên tới 2016 luôn nè, 97cm khối KFM25 VLB nè. Cái lòng này thường thường anh thấy trên 2016 là nhiều, 2015, 2016, cuối 2015 rồi đó. Đồ nó gáp hiểu không nổi rồi. Đầu HVN51 nói chung là đẹp tuyệt đối, cam kết cho anh em. Cam cò này là cam kết cho anh em luôn. Bộ cam cò này anh em mua lẻ nè, 650.000 nè, báo lẻ luôn. Còn cái lòng này anh em lấy lẻ, bán anh em giá 700. Cái vỏ đầu đẹp như vậy nè, nhôm mà đẹp như vậy, không thâm nhôm nè, thấy không, đẹp gì nè. Tại vì cái quay A mà cái nắp tròn mà không thâm nhôm nó ít lắm nghe anh em, đa số nó bị thâm nhôm cái nắp tròn, anh em để ý đi. Cái vỏ đầu mà nhôm trắng gì nè, đó mới gớt lần đầu chân kích rồi nguyên zin đó, đó không lỗi gì hết. Như vậy nè là bán cái vỏ đầu 750.000, cam cò 650, còn cái lồng này em bán nhanh lẹ cho anh em giá 700.000. Rồi bù gông em bán anh em giá 150, xong chào anh em nha.